cây cỏ mực hay còn được gọi là cây nhọn nồi hạn liên thảo bạch hoa thảo thủy hạn liên mọc nhiều ở các vùng quê việt nam loài cây này không có độc có vị chua ngọt tính hàn thường dùng để chữa một số bệnh trong đông y tuy nhiên nhiều người lầm tưởng về công dụng của cỏ mực đã dùng để uống chữa suy thuận gây ra hậu quả đáng tiếc cho sức khỏe Thông tin từ bệnh viện Bình dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chỉ tính trong quý 2 và đầu quý 3 năm 2023, bệnh viện đã tiếp nhận 7 ca phải nhập viện điều trị vì suy thận mức độ nặng, tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mạn có liên quan tới việc uống cỏ mực. Trong đó có trường hợp của anh H, 47 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long, vốn là bệnh nhân suy thận cấp độ 3 thăm khám và điều trị tại bệnh viện Bình dân. Các bác sĩ có hướng dẫn anh dùng thuốc để bảo tồn chức năng thận, giúp ngăn chặn sự tiến triển của bệnh thận mạn. Tuy nhiên, bệnh nhân sau đó không tái khám theo lịch hẹn. Đầu tháng 10 năm 2023, anh Hát quay lại bệnh viện thăm khám vì ăn uống kém, da xanh sao, chân đau nhức không rõ nguyên do và cơ thể mệt mỏi. Tại đây, bác sĩ chỉ định anh thực hiện các xét nghiệm đánh giá chức năng thận. Kết quả cho thấy anh đã rơi vào suy thận cấp trên nền suy thận mạn, độ lọc cầu thận của anh Hát chỉ còn 4 ml trên phút, trong khi đó chỉ số GFR nhỏ hơn 15 ml trên phút đã là suy thận giai đoạn 5, là giai đoạn nghiêm trọng nhất và tính mạng của bệnh nhân đang rất nguy hiểm bệnh nhân được tư vấn nhập viện để lọc máu nhằm tránh nguy cơ hôn mê tử vong do các biến chứng suy thận cấp gây ra anh Hát cho biết do thấy người không đau mệt, nghĩ không có bệnh nữa nên không uống thuốc khi đã điều trị được một thời gian. Anh làm theo lời mách bảo uống cỏ mực và đậu đen xanh lòng để điều trị bệnh thận. Mỗi ngày uống khoảng một nắm tay cỏ mực và 2,3 muỗng đậu đen. Anh Hát uống liên tục trong hơn 3 tháng thì rơi vào suy thận mức độ nặng. Anh Hát không biết rằng những cơn đau chân có thể do tình trạng gút trên người suy thận. Tại thời điểm nhập viện, anh vẫn cho rằng sức khỏe của mình không có gì nghiêm trọng và muốn về nhà đi làm kiếm tiền nuôi con. Sau khi được các bác sĩ giải thích kỹ, anh mới hiểu rõ là mình đang trong tình tình trạng nguy hiểm tính mạng và nguy cơ phải chạy thận suốt đời. Sau 2 ngày điều trị, tình trạng đau nhất chân cùng các triệu chứng suy thận khác của anh Hát đã giảm, chức năng thận được cải thiện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Đan Thùy, trưởng khoa nội thận lọc máu Bệnh viện Bình Dân cho biết, nếu đáp ứng điều trị bằng thuốc kém, chức năng thận không phục hồi tốt hơn, anh Hát sẽ phải lọc máu định kỳ suốt đời. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng từng tiếp nhận một cụ bà 76 tuổi được chẩn đoán tổn thương thận cấp do tự ý uống cỏ mực. Cụ thể, người bệnh đến khám ở một cơ sở y tế khác và được chẩn đoán tổn thương thận cấp trên nền bệnh có sẵn như tăng huyết áp, đai tháo đường, tai biến mạch máu não cũ, điều trị bằng thuốc tây tại nhà. Tìm hiểu trên mạng, bà cụ tự uống thêm cỏ mực, mỗi ngày s 200 g cây lấy nước uống. Bên cạnh uống thuốc, bác sĩ kê. Tuy nhiên, uống cỏ mực đến ngày thứ 9, Tình trạng suy thận không thuyên giảm, kèm ói nhiều lần nên người nhà đưa bà tới trung tâm tiết niệu thận học bệnh viện đa khoa tâm anh thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. Người bệnh nhập viện trong tình trạng ăn gì cũng nôn, tiểu ít, phù, mệt, khó thở, được trần đoán tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mạn kèm hạ kali máu, lập tức truyền thuốc và kali ổn định huyết áp. Sau hai ngày điều trị tích cực, các triệu chứng suy thận đã thuyên giảm, chức năng thận được cải thiện hơn, tiểu khá hơn. Tuy nhiên nếu đáp ứng điều trị bằng thuốc ít, chức năng thận không phục hồi tốt hơn, người bệnh sẽ phải lọc máu trong đông y cỏ mực thường dùng để chữa sốt cao chảy máu cam mề đay viêm họng suy nhược tuy nhiên tác dụng chữa suy thận bằng cỏ mực chưa được chứng minh bằng khoa học đặc biệt trên người bệnh thận mạn chức năng thận vốn đã kém nên việc dùng các hoạt chất từ cây cỏ thuốc ngay cả ăn uống thường ngày đều phải cẩn trọng để tránh tiến triển suy thận nặng hơn bệnh nhân suy thận mạn cần phải được thăm khám điều trị bằng thuốc kiểm soát thường xuyên các chỉ số như protein niệu các xét nghiệm đánh giá chức năng thận Suy thận mạn là một bệnh lý thường được phát hiện muộn do những tổn thương tiến triển âm thầm, hầu hết những người bệnh không tự phát hiện được suy thận khi ở mức độ nhẹ. Đa số trường hợp người bệnh được phát hiện suy thận ở giai đoạn 3, 3B, giai đoạn trung bình trở lên, khi cơ thể đã có những triệu chứng như phù chân, phù tay, phù toàn thân, thường xuyên mệt mỏi, sắc da nhợt nhạt, tiểu nhiều lần nhưng lượng nước tiểu ít hơn bình thường, giấc ngủ không sâu, huyết áp tăng cao, đau lưng. Người dân duy trì khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là người có bệnh mạng tính. Đồng thời, người bệnh nên thận trọng khi dùng các loại thuốc, chỉ dùng thuốc khi có bệnh theo toa của bác sĩ, đọc kỹ các nhãn thuốc trước khi sử dụng, không tự ý dùng các thực phẩm chức năng, bài thuốc giao truyền, giao bán trên mạng. Cùng với đó nên xây dựng lối sống lành mạnh về chế độ dinh dưỡng cân bằng, ăn nhạt, tăng cường tập thể dục, hạn chế bia rượu, thuốc lá và các chất kích thích.